Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel bé nhỏ của mình. Mình xin tự giới thiệu mình là Huyền My. Nếu những ai đây là lần đầu tiên xem video mình thì hãy like và subscribe cho kênh channel của mình nha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng son của nhà Merzy. Merzy thì không còn xa lạ với các bạn nữa rồi đúng không? Thì mình cũng đã swatch em Merzy này ở trên video mình cũng một vài lần rồi. Thì đợt này có sự cải tiến về packaging của em Merzy, đó là một cái màu tím pastel rất là đẹp. Mà mình là một cái đứa rất là u mê màu tím pastel nên là packaging đợt này mình sẽ chấm cho 10 trên 10 nha. Màu đầu tiên mình swatch là màu M9, sắc nâu san hô gợi cảm, mang lại vẻ quyến rũ có cưỡng. Thì đánh lên môi mình thì mình thấy là một cái màu son màu cam neon nha mọi người, nhưng cũng rất là dễ thương luôn. Nếu như các bạn make up lên thì em này sánh sẽ nhìn rất là tươi và rất là trẻ luôn nha. Nên là recommend những bé học sinh nào đi học thì nên đánh em này, cũng rất là đẹp và rất là bắt mắt luôn. Mùi son đợt này thì rất là thơm nên là những bạn nào mà dị ứng với mùi thì cũng nên cân nhắc nha. Nhưng mà cái mùi nó cũng rất là dễ chịu, không khó chịu một tí xíu nào đâu. Mùi nào mình cảm thấy như là mùi trái cây vậy á, nên là cũng là ok chấp nhận được nha mọi người. Mặc dù hãng nói là màu son này á là son lì nhưng mà mình đánh lên thì mình cảm thấy là nó tiêm nhiều hơn, có một cái lớp dưỡng bóng rất là nhiều. Những bạn nào mà muốn lì thì nên bậm môi với khăn giấy nha, còn không thì cứ để cái độ tiêm nó như vậy, một hồi sau thì nó mới xét vào môi thì nó mới lì. Nhưng mà lì cũng không có kiểu mà khô cứng hay là lộ rãnh môi đâu nha, nói chung là nó cũng có một cái lớp dưỡng. Về dòng son đợt này thì mình sẽ thích đánh full môi hơn là đánh lòng môi nha, vì mình cảm thấy là đánh full môi nó sẽ tạo cảm giác là môi của mình nó căng mọng và đầy đặn hơn, nên là mình rất là thích đánh full môi với cái dòng son này. Nhưng mà mình sẽ khuyên đối với những bé học sinh thì mình chỉ nên đánh lòng môi thôi nha, tại vì em này cũng khá là đậm đó, nên là mình cứ có thể tùy thích là đánh full môi hay lòng môi thì tùy các bạn. Màu tiếp theo trong bộ sưu tập lần này mà mình swatch đó là màu M11, có nghĩa là đôi môi thì thầm lôi cuốn một sắc nâu gạch cổ điển. Thì em này là mình thấy là có một cái sắc nâu gạch cổ điển nè, nó cầm cầm nè, đánh lên môi của mình là mình đang đánh lòng môi nè. Trời ơi, mình rất là ưng cái màu số M11 này luôn á, kiểu nó rất là đẹp mà cũng rất là dễ đánh luôn, cũng không có làm xỉn men răng của các bạn. Assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind. Đối với màu này các bạn đánh full môi thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nên make up nhẹ một tí xíu nha, bởi vì cái màu son nó cũng đã đậm rồi mà mình thấy cực đợt son này nó không có lỗ vân môi. Gặp mình là những cái đứa mà hay lột da môi và môi mình rất là khô, nên là cái việc mà mình dùng son này nó sẽ rất là phù hợp đối với những bạn da khô luôn đó. Đây là mình quay tổng thể nè, nhìn cái gương mặt của mình nó sáng bừng lên luôn. Nếu bạn nào mà thích đậm thì các bạn có thể chồng thêm một hai lớp nha, mình chỉ đánh có một lớp hà nên là nó cũng hơi nhạt á. Tiếp đến là màu cuối cùng trong bộ sưu tập lần này mình mua, đó chính là màu M13, được miêu tả là sắc đỏ trầm mạnh mẽ và mê hoặc. Mà mình cũng không hiểu sao tại sao lại đánh lên môi của mình nó đã rất là tươi luôn mọi người ạ. Mình cảm giác nó như là một cái trái cherry vậy á, không có tí xíu nào là gọi là trầm luôn á. Còn nếu như mà các bạn muốn đánh trầm thì là trầm á, thì mình nghĩ là các bạn phải đánh rất là nhiều lớp nha. Còn nếu mà đánh mỏng mỏng như vậy á thì mình lại cảm thấy giống như cái màu son tim hồi xưa mà mình hay đi học mà mình dùng á. Em này thì mình lại rất là thích đánh lòng môi. Cái màu này mà đảm bảo mà các bạn đi gặp brush đó là đảm bảo là brush chỉ có xỉu lên, xỉu xuống, xỉu up, xỉu down thôi nha. Trời ơi, cái màu này nó rất là thu hút luôn. Mình không có thấy độ trầm đâu mà mình thấy cái độ tươi của nó nhiều hơn, nên là các bạn cũng cân nhắc về em này ha.
Bây giờ là mình sẽ đánh full môi luôn nè. Các bạn thấy cái màu nó ra vẫn như là một cái màu cherry chín vậy á. Nó vẫn, sao mình nhiều bạn đánh á, mình thấy cái độ trầm của nó rất là nhiều. Còn mình á thì đánh cái em này thì mình đã thấy cái độ tươi nó nhiều hơn. Mà khi mà nó bay đi rồi á thì nó sẽ để là một cái lớp base, gọi là kiểu base hồng hồng tím tím. Mà đối với mình thì mình lại không có thích cái kiểu base màu hồng tím tím đó. Nên là những bạn nào mà không thích kiểu base hồng tím thì nên cân nhắc với em này ha. Vậy là mình đã swatch xong 3 màu son của bộ sưu tập lần này. Và video lần này cũng sẽ có giveaway. Thể lệ giveaway mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả để các bạn có thể tham gia nha. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh channel của mình nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.